Xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang tiếp tục quay trở lại video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc ạ. Hiện tại Ngân đang có mặt trên cái địa điểm ở đây gọi là cung đèo Đá Trắng, một địa điểm rất là nổi tiếng, rất là đẹp của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ngày hôm nay thì Ngân về đây thì phía sau đây ông bà cô chú ạ là cái gian hàng của mẹ cháu Xuyến, một trong những cái bạn thủ khoa trong cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học cũng như là đại học vừa rồi mà ở thước phim trước thì Ngân có chia sẻ rồi. Ngày hôm nay thì Ngân về đây thì có hẹn gặp với cả cháu Hiên, hai bạn mà có cái điểm số rất cao. Tại sao Ngân về đây là bởi vì là có nhận được cái email, cái thông tin của chú Trấn Đèo ở bên Hoa Kỳ là muốn chia sẻ cái thông tin với các cháu là sẽ hỗ trợ cho các cháu trong cái quá trình mà học tập sắp đến này. Đầu tiên thì cháu Ngân rất là cảm ơn sự giúp đỡ quan tâm kịp thời của chú Trấn Đèo đang sinh sống ở bên Hoa Kỳ, đã giúp đỡ tạo điều kiện cho cháu Xuyến cũng như là cháu Hiên để có điều kiện tốt hơn trong quá trình học tập. Bây giờ thì Ngân sẽ vào trong này để trò chuyện với các cháu. Kính mời toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn. Anh chào em nhá. Vâng, chào anh. Chào các bạn. Chào chú. Chào các cô, các chú. Đây là cháu Xuyến. Sao hôm nay thấy bối rối thế? Hiên ra đây xem nào. Ô, hôm nay lại có thêm một bạn thủ khoa nữa hay sao đây? Không, không ạ. Ai phía sau đây có một bạn cũng điểm cao nữa hay sao? Không ạ. Em là đến đây để học hỏi kinh nghiệm. À thế à, học hỏi kinh nghiệm của hai chị à? Vâng. À, rồi cháu tên là gì? Cháu tên là Đinh Thị Thủy Tiên ạ. Đinh Thị Tiên à. Mới lên lớp 10 thì xem thấy anh chị nên là muốn xin vía để học hỏi. Rồi thế thì cũng tốt nhỉ, để tương lai có thể làm thủ khoa các chị. Rồi được rồi, thế cũng tốt. Ngày hôm nay thì Ngân phải lăn lộn lên tận cái quán của đây, em đây là mẹ của cháu Xuyến, để cho ông bà cô chú thấy là cuộc sống thường ngày của các cháu khi mà không đi học sẽ phụ giúp gia đình như thế nào. Còn Hiên thì nhà thì xa hơn nhỉ, từ chỗ nhà Hiên lên đây là bao nhiêu cây số? Tầm 20 cây ạ. 20 cây quả? Vâng. Xa nhỉ? Vâng. Các bạn đã kịp làm quen với nhau đi cái gì chưa? Rồi ạ. Đã hỏi thăm nhau chưa? Cháu hỏi thăm về vì sao được điểm cao như vậy. Dạ. Vì sao được điểm cao như thế á? Vâng. Thế có đã chia sẻ bí quyết với nhau chưa? Đấy, chia sẻ học hỏi hết. Thế là Tiên cũng nắm hết được rồi đúng không? Thế là 3 năm sau thì cố gắng làm chủ khoa nhá. Được, hoặc là ít nhất là được điểm cao như các chị đúng không? Ngày hôm nay thì chúng Ngân về đây có cái tin vui để báo cho các cháu. Bây giờ thì chú cháu mình có thể ngồi ở đâu nhỉ, mình trò chuyện một tí nhé. Em ơi, anh xin phép nhá. Anh lên trên kia để nói chuyện với các cháu một tí nhá. Vâng, anh cứ tự nhiên đi. Tí nữa anh xin phép là ra anh xem có những cái mặt hàng như anh nhìn thấy nhiều cái phong phú quá. Giá lạc để cho vào cơm lam. Để chấm cơm lam. Thế à? Vâng. Ồ, quán nhà Xuyến có cái view đẹp thế nhỉ. Ở hiện tại thì Ngân đang có mặt trên cái gian bán hàng của nhà cháu Xuyến. Ở đây thì có cái địa điểm rất là đẹp ông bà chú ạ. Đây hiện tại là mình nhìn xa xa như kia thì là những cái ngôi làng, những cái nhà sàn của dân này, cánh đồng này, núi này. Và đặc biệt ở bên này thì có cái cung gọi là cung đèo Đá Trắng, một cái địa điểm rất là dừng chân nổi tiếng của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Chú rất là vui bởi vì là ngày hôm nay được gặp không phải là một bạn mà hôm nay là có cả hai bạn, rất là nhiều ông bà xa gần gửi lời chúc mừng đến hai cháu và hy vọng rằng dù có hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì các cháu cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để tiếp tục cái con đường học tập của mình. Và ngày hôm nay thì chú muốn chia sẻ với các cháu thêm một niềm vui để các cháu cũng có thêm cái động lực hơn trong học tập. Đây là sau khi cái thước phim đầu tiên mà chú Ngân đưa về cháu Xuyến này, cháu Hiên này, thì được một chú là chú Trấn Đèo hiện tại thì đang sinh sống ở bên Hoa Kỳ. Với các cháu thì các cháu sẽ xưng gọi là bác nhé, bởi vì là hiện tại thì chú là 70 tuổi rồi. Thì chú rất là quan tâm đến cháu Hiên và cháu Xuyến và cũng mong là sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ cho các cháu về phần học phí, về phần chi phí để học tập, để giúp cho các cháu cũng đỡ vất vả hơn và không phải bỏ học giữa trường. Bởi vì là bác ấy tâm sự với chú Ngân là bác cũng rất là khó khăn khi mà thời còn nhỏ, nhưng mà cũng nỗ lực để học tập, cho nên là bác rất là có cảm tình, rất là thích các cháu khi mà vượt lên chính cái hoàn cảnh của mình để có cái thành tích học tập tốt như vậy.
Cho nên là đầu tiên thì chúng con chúc mừng cho hai cháu và hy vọng rằng sẽ sớm nhận được những cái sự giúp đỡ của bác ở bên kia để cho các cháu cũng sớm nhập học. Cho chúng con hỏi một chút này, Xuyến thì Xuyến là cụ thể là cháu đã chọn trường nào chưa? Hiện tại là cháu đang chọn sư phạm 1 và Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Là về chuyên ngành về giáo dục hết ạ. Về giáo dục là hai nguyện vọng ạ. Có nhiều, cũng có đặt nhiều nguyện vọng nhưng mà hai nguyện vọng đầu tiên là ở hai trường đấy ạ. Thế còn Hiên thì cháu còn giữ cái nguyện vọng là sẽ học trường ngoại giao không? Dạ, cháu có ạ. Vẫn học một cháu là vẫn học ở đấy. Vẫn học ở đấy. Quyết tâm theo đuổi mặc dù là có khó khăn thế nào đúng không? Thật ra Hiên thì đã được Trung Ân chia sẻ và Hiên hình như là cũng đã có email cho bác Đèo rồi đúng không? Cho nên là chú cũng không hỏi nhiều về cháu nữa bởi vì cái đấy để cho hai bác cháu có thể tự nhiên nói chuyện với nhau nhé. Còn Xuyến thì chưa biết thông tin thì ngày hôm nay thì Trung Ân chia sẻ như thế và cũng mong là các cháu sẽ nỗ lực hơn trong học tập. Bây giờ nếu mà vào học như thế, các cháu cũng đã tìm hiểu cho cả Hiên nữa là mình phải nộp bao nhiêu tiền hay là phải chuẩn bị những cái gì có nhiều kinh phí để bắt đầu vào học không? Kinh phí cháu... trường của cháu là chắc cao chú ạ. Cao hả? Vâng ạ. Bởi vì là học phí đã, ví dụ như ngành của cháu, ngành truyền thông quốc tế là 4.150.000 một tháng. Nhưng mà không biết là năm nay trường có tăng học phí lên không? Nếu mà ví dụ như là nhập học thì nhà trường cần bắt buộc ấy là phải nộp tiền nhập học từ một nhập tiền bắt đầu tiền nhập học từ 1 đến 2 tháng và nếu mà đầu vào và cả đầu vào thì mình cũng phải chuẩn bị được laptop máy tính đấy đúng không? Và nhiều đồ dùng thiết yếu khác. Vậy là đầu tiên vào cháu có tìm hiểu hoặc là hỏi các anh chị đi trước là nếu mà đầu tiên bây giờ vào thì cần phải chuẩn bị là khoảng bao nhiêu kinh phí không? Cũng áng áng thôi, tầm khoảng độ 90% thôi. Nếu như cháu áng áng thì tầm 20 triệu đó. Đấy là để đủ mà vào học. Thế là bây giờ mình cũng gọi là thông tin mình tham khảo như thế thôi, cũng chưa chính xác đâu đúng không? Chưa biết là như nào. Thế cháu cứ tìm hiểu kỹ cụ thể nhé. Xong rồi bởi vì là bác ở bên kia thì bác cũng rất là muốn biết cái cụ thể như thế nào để bác còn có cái phương án để hỗ trợ cho các cháu ấy. Chú thì chú cũng không biết được chính xác cho nên là chú không dám nói với bác ở bên kia. Cho nên là ngày hôm nay chú phải về để gặp trực tiếp các cháu là như thế. Còn trường của Xuyến thì như nào? Trường của cháu thì nếu mà cháu vào học ngành sư phạm thì cháu sẽ được giảm học phí. Nhưng mà tuy nhiên thì lúc mới vào thì mình chưa làm được hồ sơ thì vẫn phải nộp trước. Vẫn phải nộp trước và chuẩn nộp các loại đồng phục với cả chuẩn bị các đồ dùng thiết yếu và nộp tiền ăn ở nếu mà cháu ở ký túc xá. Thì cháu có áng được khoảng bao nhiêu tiền? Nếu mà nộp chỉ nộp 1-2 tháng đầu thì khoảng 20 thôi ạ. Cũng 20 triệu. Vâng. Vậy là cũng là một số tiền cũng rất là lớn đấy nhỉ. Nếu mà cái số tiền như vậy ở nông thôn mình rất là lớn như vậy, nếu như không có các ông bà cô chú giúp thì mình có đi được không? Các cháu có đi học được không? Cháu nghĩ là không ạ. Bởi vì là 20 triệu đấy tính ra là bằng có thể là bằng nửa năm bố mẹ cháu đi làm. Cả bố cả mẹ đúng không? Nửa năm gộp lại thì mới được như thế. Đấy, bây giờ thì nếu mà để dành cho các cháu nộp thì các nhà thì không có gì để sinh hoạt. Đấy là có việc thường xuyên đấy nhỉ. Đấy, chứ còn nếu mà còn mưa mà không đi làm được như hôm trước bố cháu mà nói là mưa mà không đi làm được ấy thì lại còn phải không có thu nhập nữa cơ. Như vậy thì quả là cũng rất là khó khăn. Vậy như thế thì chú nghĩ là các cháu là cũng quyết tâm đi học thôi nhưng mà thực ra bây giờ nó cũng còn rất là mông lung nếu mà không có sự giúp đỡ. Đây là trường cũng bước vào đại học thì cũng rất là cao đấy nhỉ. Nhưng mà bây hiện tại là đang đầu tháng 8, bắt đầu làm hồ sơ xong rồi khi mà có kết quả để mình làm thủ tục để vào học thì khoảng bao nhiêu các cháu có nắm được không? Thời gian để nhập học ấy là có giống là đầu tháng 9 nhưng các... Đúng rồi. Cũng đầu tháng 9 luôn đúng không? Đầu giữa tháng 9. Giữa tháng 9. Vậy là còn khoảng 1 tháng nữa đi. Bây giờ là đầu tháng 8 rồi. Cháu nghe được là... 20 là báo kết quả thì sau một tuần là mình phải
có trường là sau 5 ngày thôi là mình phải đăng ký nhập học. Là trong vòng tháng 8 là mình sẽ nhập học rồi. Còn nhiều trường ví dụ như cao đẳng là họ sẽ để sang tháng 9 để cho cháu tìm hiểu được. Vậy là tháng 9 mình bắt đầu học, nhưng mà đến tầm khoảng độ cuối tháng 8 là mình phải hoàn tất các thủ tục rồi. Đúng rồi, chúng cũng nghĩ là như thế nó sẽ logic hơn đúng không? Bởi vì là đầu tháng 9 mình học, mình làm sao mà mình có thể là còn kịp để đóng học này kia. Vậy thì chỉ không còn một tháng nữa đâu, là còn có khoảng độ 20 hôm nữa thôi để các cháu phải lo được những cái khoản tiền như vậy rồi. Wow, vậy là cũng chú Ngân thấy cũng căng đấy nhá. Ra chú Ngân không biết, mà đặc biệt là bác ở bên Hoa Kỳ ấy cũng không biết là các cháu sẽ phải chuẩn bị những cái gì cả. Đấy chính là cái lý do mà ngày hôm nay mà chú được hẹn gặp cháu, là các cháu lại lên trên này như vậy. Và đến bây giờ thì chú cũng nắm được sơ sơ là những cái khoản chi phí mà các cháu phải chuẩn bị để bắt đầu khi mà bước vào giảng đường đại học rồi. Đấy, từ trước nó là một cái quá trình, một cái rất là khó khăn với cái hoàn cảnh mà nó không được khá giả như nhà mình. Nhưng mà chú cũng hy vọng là sẽ nhận được thêm những cái sự giúp đỡ của các ông bà, không gì riêng gì chú Đèo mà có nhiều ông bà để giúp đỡ cho các cháu. Nhưng mà dù sao thì chú Ngân thấy như vậy là cũng rất là vui rồi, đúng không? Sau khi được chú Ngân chia sẻ, chúng cháu là cháu với cả bạn Kiên là được bác Trấn Đèo ở bên Hoa Kỳ là có tạo điều kiện giúp đỡ bọn cháu bước tiếp vào con đường đại học. Thì cháu cũng cảm thấy rất là vui mừng, và cả gia đình cháu cũng cảm thấy rất là biết ơn, và biết ơn vô cùng sâu sắc với món quà của chú, của bác ạ. Bối rối quá đúng không? Thật ra thì đây là cái niềm vui rất là bất ngờ. Nếu mà chú Ngân nghe thì có khi chú Ngân cũng thở không ra hơi nói gì chú nói chuyện, cho nên là chú rất là hiểu cái cảm xúc của cháu, cũng có một chút bối rối, nhưng mà cảm xúc cũng vừa mừng vừa lo lẫn lộn đúng không? Chú thấu hiểu cái cảm giác như thế thôi. Nhưng mà trước tiên là nghe chú thông báo như thế thì bác thông báo cho các cháu như vậy thì cũng rất là vui rồi. Hy vọng là sẽ được bác ở bên đấy đồng hành với các cháu để cho cháu đỡ vất vả hơn. Tiên thì hình như là như chú nó biết đấy thì đã có email với lại bác rồi đúng không? Vậy thì cũng ít nhiều thì cũng biết được bác cháu cũng nói chuyện với nhau rồi, thì cảm giác của cháu như thế nào? Của cháu là biết ơn ạ, biết ơn vô cùng. Cháu như người ta thường nói, chỉ có người ruột thịt mới có thể là yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng mà ngoài kia là vẫn còn nhiều cô chú vẫn sẵn sàng dang rộng vòng tay để giúp đỡ cháu. Cháu rất cảm thấy là rất biết ơn vô cùng ạ. Thế thì thôi phải cố gắng thôi nhỉ. Mong là các cháu sẽ luôn trước mắt là sẽ nỗ lực để cố gắng làm sao đấy để không phụ lòng những cái sự giúp đỡ của các ông bà. Bởi vì chúng Ngân nghĩ rằng là các cháu sẽ không một mình đơn độc ở trên cái hành trình của mình đâu. Không gì chú Đèo mà ở đấy là còn có bố mẹ của mình, còn có ông bà này, thậm chí là còn có những cô bác khác nữa, có thể là như thế sẽ cùng đồng hành với các cháu để cho các cháu cũng vơi bớt đi những cái nhọc nhằn của mình trên chặng đường đại học. Thật sự chúng Ngân cũng rất là biết ơn bác ở bên Hoa Kỳ, cho nên là chúng Ngân phải sốt sắng tại sao là phải lên gấp lên như thế này. Bởi vì là chúng Ngân nghĩ là ngay cái giai đoạn này là các cháu cần tiếp thêm cái động lực. Bởi vì nhiều khi nếu mà mình không kịp thời có thể là các cháu sẽ bỏ lỡ cái năm học năm nay ấy chứ, đúng không? Bởi vì nếu như không kịp là tháng 8 này mình không kịp là có nghĩa là mình phải rời lại năm sau, đúng không? Như năm sau là thi chương trình mới, như bọn cháu học chương trình cũ là nếu mà gọi là thi lại thì rất là khó. Để mà gọi là đỗ đại học hay không, cháu nghĩ là chắc không. Bởi vì là chương trình này bọn cháu chưa từng được học. Nó là chương trình mới học. Năm sau cái gì? Vâng ạ, chương trình khóa của 2007. Thế là coi như năm nay mà không đi học được thì coi như là cũng dừng luôn. Bây giờ điểm của mình có được bảo lưu như giống như là thi vào đâu đúng không? Mình xét tuyển như này thì coi như mình hủy mình về điểm mới. Vậy thì thật sự là bây giờ chỉ còn có 15 đến 20 ngày cho các cháu để chuẩn bị. Vậy thì chú Ngân hỏi riêng một chút nhé. Nếu như bây giờ chẳng hạn như không có ông bà cô chú giúp thì bây giờ bố mẹ ở nhà nó chuẩn bị cái gì để cho các cháu không? Chưa chuẩn bị được gì nhiều. Liệu có kịp không? Nếu mà không có ông bà cô chú giúp thì có kịp để chuẩn bị bước vào đại học không?
Cháu nghĩ là không đủ đâu ạ. Không đủ à? Vâng. Còn Hiên thì như thế nào? Cháu cũng thế ạ. Cháu nghĩ là nếu mà không có sự hỗ trợ của ông bà cô chú thì chắc cháu nghĩ là cháu sẽ không được tiếp tục con đường đại học. Là sẽ đi làm công nhân. Vâng ạ. Phụ bố mẹ đúng không? Rất là tiếc nhỉ. Chú cháu mình ra ngoài kia nói chuyện với cô, hỏi thăm cô là mẹ của Chuyến nhỉ, một chút. Chuyến thử là một cô gái bán hàng, xong rồi giới thiệu cho chú Ngân xem nào. Trong cái gian hàng trên quán của mẹ cháu thì có những cái gì? Có cơm lam ạ. Cơm lam. Đây. Cơm lam ạ. Có cá này là cá khô ạ. Cá sông ạ. Đây là cá sông. Sông Đà của mình luôn hả? Dạ vâng ạ, cá sông Đà của mình phơi khô ạ. Đây là có trà. Có các dược liệu, có các loại cây thuốc. Cây thuốc đúng không? Dạ vâng. Còn cái có này? Trứng. Có trứng gà ta. Vâng, có ớt ngâm, có hạt dổi, có muối. Muối này là muối gọi là muối chẩm chéo. Cái này hạt dổi nhà cháu trồng à? Dạ không ạ, hạt dổi này là bọn cháu đi thu về. Thu về xong rồi đóng hộp này đúng không? Vâng. Có này là ớt nhà cháu trồng không? Có cái gì cháu, trồng không ở đấy hay là nhà tổ? Cháu trồng một nửa rồi ạ, một nửa là vẫn là phải nhập về nhu cầu của khách nhiều. Đây là cơm lam đây hả em? Cơm lam và trứng. Trứng. Còn ấm quá em vừa mới em vừa nướng lại cho nó xém đấy. Vâng. Dóc ra đúng không? Vâng. Cái này là của bằng nếp nếp cẩm. Nếp cẩm. Vâng, còn này là gạo trắng. Chú mời Hiên. Em đi cái gì? Còn luôn cả cái. Còn hết cả cái. Chấm muối vừng đấy nhá. Còn luôn cả. Được nhé. Chúng mời. Wow. Vâng. Em đây em ăn một tí thôi để cùng ăn với các anh và các cháu ăn đi. Cho chú ăn thêm cái này nhá. Vâng. Ngân cũng kính mời quý ông bà cô chú các anh chị là sẽ thưởng thức một miếng cơm lam có chính tay của mẹ và cháu Xuyến. Vâng. Làm. Chắc là sẽ rất là ngon đây. Hôm nay anh ăn đi. Cháu mời cô chú. Ăn đi. Cháu mời mọi người. Rồi, ăn thử nhé. Cái này chấm cái này em. Đây anh chấm này ạ. Chấm này. Đây là chấm trứng. Chấm trứng. Vâng. Mời các cháu nhé, mời em nhé. Mời anh ăn đi. Ăn cơm lam xong ăn trứng đi nhá. Hôm nay lại không có ngủ. Hết ngủ. Cái này là mình cho gạo vào trong cái ống nứa đấy hả em? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Xong mình nướng ạ? Vâng. Mình ngâm gạo xong tầm tiếng. Tầm 1 tiếng. Mình mới cho vào ống. Vâng, nướng. Vâng. Nên lúc ăn ra mình tước ra như này xong mình nướng lại xém ăn ngon. Nướng lại xém lại ăn ngon hơn. Dạ vâng. Nó bên ngoài nó giòn. Bên ngoài nó giòn hơn. Mắm này. Đấy. Bình thường ra thì nếu mà không đi học là lên đây bán phụ mẹ như thế này. Và nếu mà không có tiền là đi học đại học là nên phán bán với mẹ luôn nhỉ. Ngon đúng không Tiên? Vâng, nhưng mà ăn ở trên này nó có một cảm giác kiểu ngon không hơn. Khí nó là đúng rồi, phải ở cái khung cảnh nào. Nó là đặc sản rồi nên là ăn nó sẽ có một cái hương vị, một cảm nhận khác. Đúng rồi, chúng hơn. Thấy là đi từ dưới kia lên bao nhiêu gian hàng thì hầu như là gian hàng nó cũng có cái cơm lam hết. Từ đây chủ yếu là bán cơm lam, thịt xiên với lại thành cái thương hiệu ngô, của em nhỉ? Vâng, đúng. Nhà nào cũng phải có. Nhà cô có bán thịt xiên đó. Ngày hôm nay anh về lăn lộn ở tận đây á, là bởi vì là cũng chia sẻ hồi nãy cũng vừa nói chuyện với các cháu xong là cũng có một bác ở bên Hoa Kỳ cũng thương hoàn cảnh của các cháu và cũng muốn tạo điều kiện để giúp cho các cháu là sẽ học tập yên tâm hơn, thì bác này cũng có muốn hỗ trợ cho cả cháu Xuyến với cháu Hiền ở đây. Anh gửi ra anh về đây anh cũng chia sẻ với các cháu với cả em nữa. Vâng, gia đình xin chân thành cảm ơn bác đấy ạ. Vâng. Bác Trấn Đèo. Bác năm nay là 70 tuổi rồi. Thế ạ. Đấy. Cũng lớn tuổi rồi. Bác rất là thương các cháu nhỏ mà có cái nghị lực. Vâng. Muốn vươn lên cho học tập. Vâng, có nghĩa. Báo với nhà em một cái tin mừng như thế nhá. Ngày hôm nay tuy là không nói chuyện được nhiều gì nhiều lắm nhỉ, nhưng mà cũng rất là thú vị. Điều quan trọng nhất mà chú Ngân cảm giác rất là vui là bởi vì là được thông báo cái tin vui cho hai cháu Xuyến và cháu Hiên. Và hy vọng rằng các cháu sẽ gặp nhiều may mắn hơn nhá, để có thể là vững bước trên con đường đại học của mình. Bây giờ thì chú cháu mình phải tạm biệt nhau thôi, bởi vì cũng tối rồi. Các bạn cũng phải về một chặng đường 20 km cũng khá là xa. Rồi, chú cháu mình mong là sẽ có nhiều cơ hội để gặp lại nhau hơn. Vâng ạ, thưa toàn thể quý ông bà cô chú các anh chị cùng với các bạn, ngày hôm nay thì lại thêm một cái
hình ảnh rất là tích cực mà Ngân muốn gửi đến toàn thể quý ông bà cô chú, rằng là dù có khó khăn bao nhiêu, có vất vả như thế nào đi chăng nữa, nếu như mình nỗ lực nhiều trong cuộc sống, cố gắng vươn lên thì chắc chắn là sẽ có những sự giúp đỡ, đồng hành, và cháu Ngân cũng rất là hy vọng rằng là sẽ nhận được thêm những sự giúp đỡ của toàn thể quý ông bà cô chú để giúp cho cháu Xuyến và cháu Hiên vững bước hơn trên con đường đại học của mình. Cảm ơn chú Trấn Đèo một lần nữa, kính chúc chú thật là nhiều sức khỏe và kính chào toàn thể quý ông bà cô chú. Hẹn gặp lại toàn thể quý ông bà cô chú ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Cuối video thì Xuyến có muốn nói điều gì nữa không? Cháu một lần nữa là cháu cũng muốn rất muốn cảm ơn bác Trấn Đèo đã hỗ trợ kinh phí học tập cho cháu với cả bạn Hiên ạ. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Mọi cả gia đình hai bạn cháu thì cũng cảm thấy rất là vui đúng không? Vui ạ, cảm thấy rất là biết ơn. Rồi. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Rồi, còn Hiên có muốn nói điều gì nữa không? Cháu muốn cảm ơn bác Trấn Đèo ạ, đã dành cho cháu những tình cảm để cháu được tiếp tục con đường đại học ạ. Và cảm ơn những cô dì chú bác đã có những lời động viên cháu, khích lệ để cháu có thể tiếp tục trên con đường đại học của mình ạ. Phải cố gắng nhá. Chú cháu mình chia tay nhau ở đây nhé. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất, gặp lại các cháu và hy vọng sẽ có những điều tốt đẹp hơn nhá. Cảm ơn Hiên, Xuyến nhé. Cảm ơn cháu nhé. Vâng ạ. Xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Quá là mạo hiểm. Đứng ở dưới này mà cũng run luôn ông bà cô chú ạ. Chỉ sợ con ong nó chích thôi. Bởi vì nó bay nó nhiều quá. Có vùng phấn hoa rồi. Có ít thôi. Ui, nhiều đấy. Này, nhìn nó chảy này. Áo phê thịt của mình. Chảy mặt nhỉ. Còn nguyên này nó mật hết á? Vâng, nguyên mật luôn. Nguyên mật cả bên dưới này luôn á? Chỗ kia là nó đấy rồi, nhộng luôn. Còn nguyên bầu kia nó đang làm áp hết chỗ cành. Chỗ anh đấy cũng có mật. Cái đấy là cái gì đấy? Mật đấy chứ? Luôn. Vâng, nó làm áp luôn. Ồ, nhiều nhỉ? Mật nhiều quá. Ồ. Nhiều nhé. Thế phải làm hai túi à? Không. Làm một túi á? Cái bên dưới thì là không lấy à? Không, cái đấy là nhộng rồi. À, cái nhộng à? Thì mình lấy một cái đấy thôi đúng không? Mật rất là đẹp luôn. Mật vàng óng không bà cô chú ạ. Cái này thì là mật ong khoái rừng này. Hiện tại là những cái chai được đóng sẵn và anh em đóng như này. Nếu mà ông bà cô chú xa gần có nhu cầu mà muốn mật ong rừng nguyên chất thì sẽ gửi đến tận nơi cho ông bà cô chú tùy theo cái nhu cầu mình cần. Còn về tác dụng của mật ong khoái, mật ong tự nhiên thì chắc là ông bà cô chú cũng biết rồi. Và cái mật ong này thì thật sự là nó rất là tốt cho sức khỏe. Và chính thức là từ ngày hôm nay thì trên kênh của Ngân sẽ cung cấp thêm cái dòng mật ong rừng nguyên chất này đến với quý ông bà cô chú xa gần. Mong là sẽ nhận được sự tin tưởng ủng hộ của quý ông bà cô chú để anh em Ngân có thêm kinh phí đi làm những cái cầu nối giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Xin gửi lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn.